quý vị lắng nghe lời Chúa thứ bảy tuần 30 mùa thường niên, ngày 4 tháng 11 năm 2023. Bài suy niệm của nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Luca chương 14. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Sống trên đời, người ta thường tranh giành một vị trí vinh dự nào đó trong xã hội, để có chút danh tiếng, làm thỏa mãn sự tự hào, dù đó chỉ là chút danh hão. Như dân gian có câu, một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp, hay thấy người sang bắt quàng làm họ. Hiện nay người ta sống ảo rất nhiều, ai không cẩn thận đề phòng, không chừng bị ăn ngay một quả lừa mà không biết. Có người ở ngoài đời thực là kẻ bất tài hay kém nhan sắc, nhưng trên Facebook lại là những hot girl hay hot boy. Hôm nay, Chúa Giê-xu, Thầy Chí Thánh đã dạy một điều rất khôn ngoan là hãy tìm chỗ cuối mà ngồi trong bữa tiệc, để người ta mời lên trên, còn hơn là lên bàn trên mà bị mời xuống bàn dưới. Cho dù không được mời lên trên, ta sẽ không phải xấu hổ trước đám đông. Là một Kitô hữu được Chúa chỉ cho cách sống khôn ngoan, ta nên lưu tâm, không nên theo thói đời, lo bon chen để rồi lại gặp bẽ bàng. Chúa Giê-xu còn nói, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Trong cuộc sống này, nếu ta giỏi, chắc chắn sẽ có người giỏi hơn. Ta tốt đẹp thì cũng có người tốt đẹp hơn. Trong vũ trụ bao la này, ta chỉ là hạt cát tí tẹo, có gì mà tự hào. Tất cả những gì ta có chẳng phải của ta. Dù là thân thể, cũng là do cha mẹ sinh ra, và Chúa đã chuẩn bị để ta sống trong cung lòng mẹ cho đến khi ta chào đời. Nếu nhìn vào bên trong nội tâm, rồi nhìn lại thể chất, ta có thật là một người hoàn hảo và xứng đáng được người khác tôn trọng chăng? Hay ta cũng đầy tội lỗi thiếu sót? Lạy Chúa, Ngài dạy chúng con biết sống khôn ngoan, không quá tự cao, tự đại, hão huyền. Xin giúp con sống bài học Chúa dạy. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường, để tâm hồn con được bình an và luôn trông cậy vững vàng nơi Chúa.
ra đời, thân con đã mang lỗi lầm, sống bon chen chạy theo biết bao lợi danh. Lúc vinh quang hay những khi khó nghèo, Chúa bên con mà con vẫn không nhận ra. Tình yêu Thiên Chúa ôi thật bao la, Chúa tha thứ con khi lỡ lầm, dìu đưa con đi đến bên bờ hạnh phúc. Mà con đâu biết, con nào đâu hay, con đã sống như kẻ vô trần. Đến bây giờ nhận ra trái tim con quá bơ vơ. Lạy Cha thương xót đến đứa con này, và xin hãy đưa con trở về. Cả cuộc đời tình yêu xin dâng về Chúa. Và con xin phó thác hết linh hồn và tâm trí nơi Thiên Chúa người. Đấng Kitô chịu chết để cứu nhân loại. Nhân loại.